Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Mô hình chăn nuôi thỏ thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm của gia đình anh Nguyễn Hữu Thành ở xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mục nhà nông cần biết hôm nay sẽ hướng dẫn bà con cách phòng chống dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Những năm gần đây, nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa đã định hướng cho bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sang trồng các loại cây trồng phục vụ chế biến đạt giá trị kinh tế cao. Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, mỗi năm toàn tỉnh có hơn 17.150 ha rau màu được liên kết với các doanh nghiệp phục vụ chế biến các sản phẩm nông sản. Trong đó, nhóm khoai tây, cải chua, bí xanh, hành, tỏi rau màu khoảng 5.000 ha, nhóm ngô ngọt, ngô bao tử, dưa bao tử, dưa xuất khẩu, ớt sử dụng vào chế biến khoảng 9.000 ha. Diện tích trồng các loại cây rau màu chế biến được liên kết sản xuất với các doanh nghiệp đều đạt lợi nhuận cao từ 180 đến 250 triệu đồng một hecta một năm. Theo thông tin của Tri Cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, hơn một tháng qua, thời tiết nắng nóng kéo dài lại chung với lịch sản xuất vụ thu mùa năm 2020 khiến việc cấp nước phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu nước khô hạn đối với diện tích sản xuất nông nghiệp đã và đang xảy ra tại nhiều địa phương. Tính đến ngày mùng 1 tháng 7, toàn tỉnh có tới 8.269 hecta sản xuất nông nghiệp bị thiếu nước. Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các hợp tác xã, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thủy nông, thực hiện nghiêm túc các phương án tưới và chống hạn năm 2020 tập trung chỉ đạo cấp nước phục vụ tới dưỡng cho diện tích lúa đã gieo cấy, đồng thời cấp nước cho diện tích đang chờ nước để bà con nông dân tiến hành làm đất và gieo cấy, kiểm soát chặt chẽ độ mặn ở vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn trước khi lấy nước. Các đơn vị quản lý khai thác các công trình thủy lợi phối hợp với các xã phường thị trấn, hợp tác xã dùng nước và các đơn vị liên quan trong công tác điều tiết, phân phối nước hợp lý tiết kiệm, không để hiện tượng thất thoát nước hoặc lấy nước tràn lan gây lãng phí. Giai đoạn 2017-2020, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Qua giả soát, bình quân, toàn huyện có trên 4.260 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng hơn 560 hộ so với năm 2017. Trong 3 năm, các cấp hội nông dân huyện Thường Xuân đã phối hợp mở lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho hơn 15.000 lượt hội viên, cung ứng chậm trà trên 400 tấn phân bón các loại, hỗ trợ tư vấn thành lập 3 tổ hợp tác, một hợp tác xã, tiến chấp và ủy thác với các ngân hàng cho các thành viên vay phát triển sản xuất, tổng dư nợ trên 410 tỷ đồng. Được hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, các hộ vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã phát triển sâu rộng, qua đó thu hút đông đảo nông dân tham gia sinh hoạt hội với tổng số hội viên chiếm trên 90% số hộ làm nông nghiệp. Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Bắc Giang, tính đến hết ngày 5 tháng 7, toàn tỉnh đã thu hoạch được 162.000 tấn vải thiều. Hiện số vải thiều trong vườn không còn nhiều, chỉ 5 đến 10 ngày nữa là hết vụ. Ước tính tổng sản lượng vải toàn tỉnh Bắc Giang khoảng 164.000 tấn, lượng vải tiêu thụ tại thị trường trong nước chiếm 52,5%, xuất khẩu chiếm 47,5% trong đó riêng vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc đã lên tới 72.626 tấn. Đáng chú ý, ngoài thị trường xuất khẩu chính Trung Quốc, tập đoàn Vina TNT đã xuất khẩu lô vải thiều 30 tấn được sản xuất theo quy trình Global Gap đi thị trường Mỹ, đến hết vụ xuất khẩu được 50 tấn. Với thị trường Nhật Bản, sau khi chuyên gia Nhật Bản tiến hành trực tiếp kiểm tra hệ thống xử lý khử trùng vải thiều của Việt Nam, lô vải thiều chính vụ Bắc Giang đã lần đầu được xuất khẩu thành công qua đường hàng không và đã có mặt tại Nhật Bản. Mỗi năm xuất gần 5 triệu con ốc nhồi giống, ốc thương phẩm, anh Phạm Văn Trung ở thôn 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang có thu nhập trên 1,7 tỷ đồng. Năm 2015, anh Phạm Văn Trung bắt đầu nuôi ốc nhồi, ban đầu vốn ít nên anh chỉ mua 5 triệu tiền ốc nhồi giống bản địa ở huyện Chiêm Hóa về nuôi thử nghiệm tại hai ao cá của gia đình. Đến năm 2018, khi làm chủ được kỹ thuật và tiếp cận được thị trường, anh Trung mở rộng mô hình lên một hecta nuôi ốc theo hướng Việt Gáp, không sử dụng hóa chất trong việc thao rửa ao nuôi. Nguồn thức ăn chính của ốc là bèo, rau củ quả, khoai lang. Theo anh, từ khi nở đến khi trở thành ốc thương phẩm nuôi từ 3 đến 4 tháng, ốc giống thường xuất vào dịp tháng 4 đến tháng 7 dương lịch, còn ốc thương phẩm thường bán vào giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 11. Hiện giá ốc giống từ 4 đến 5 triệu trên 10.000 con, ốc thương phẩm giá từ 70 đến 100.000 đồng một kg. Trung bình mỗi năm anh bán được gần 5 triệu con ốc các loại, cả tiền ốc giống và thương phẩm cho thu nhập trên 1,7 tỷ. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, anh thu nhập hơn 500 triệu đồng. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Hữu Thành, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã thành công từ mô hình chăn nuôi thỏ thương phẩm với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Sau một thời gian tìm hiểu kỹ thuật và học tập kinh nghiệm chăn nuôi thỏ, năm 2017, anh Nguyễn Hữu Thành đã quyết định đầu tư chăn nuôi thỏ sinh sản và thỏ thương phẩm. Bước đầu ít vốn, kinh nghiệm chưa nhiều nên anh chỉ đầu tư nuôi 50 cặp thỏ giống. Do lựa chọn con giống, xây dựng chuồng trại, lựa chọn thức ăn và tiêm phòng đúng kỹ thuật, đàn thỏ nhà anh sinh trưởng tốt, sinh sản đều, thỏ thương phẩm khỏe mạnh và tăng trọng nhanh. Chỉ sau 3 năm, đến nay Cây chạy chăn nuôi thỏ của gia đình Anh Nguyễn Hữu Thành đã có 600 con thỏ mẹ và thường xuyên duy trì đàn thỏ thương phẩm khoảng 3.500 con. Trung bình mỗi năm, thỏ mẹ đẻ từ 7 đến 8 lứa, mỗi lứa 6 đến 8 con. Thỏ thương phẩm nuôi từ 3 đến 4 tháng, trọng lượng đạt từ 2,5 đến 3 kg một con đã có thể xuất bán. Trung bình mỗi năm xuất 3 lứa. Riêng năm 2019, trang trại của anh Thành xuất bán 24 tấn thỏ thịt với giá nhập cho công ty Nippon Joki Nhật Bản là 77.000 đồng một kg. Doanh thu đạt 1,7 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi trên 800 triệu đồng. Đối với con thỏ thì trong quá trình mình chăn nuôi thì cái khâu công tác phòng bệnh thì là rất quan trọng. Thì tất cả là bây giờ là mình đều có thuốc để dùng cho con thỏ cả và trong quá trình chăn nuôi thì mình cho ăn chủ yếu là cám và thêm rau củ quả. cái giá ổn định quanh năm của bên công ty kỹ là quanh năm, còn cái giá ngoài thị trường thì bây giờ là đang rất cao nên là đem lại lợi nhuận cho người chăn nuôi thỏ là tương đối là ổn định. trong quá trình phát triển mô hình trang trại chăn nuôi thỏ, anh Nguyễn Hữu Thành vẫn không ngừng tìm hiểu, học tập để nâng cao kỹ thuật và kinh nghiệm chăn nuôi. Năm 2019 anh được sở khoa học công nghệ tỉnh thanh hóa hỗ trợ đầu tư con giống, chuồng trại và trang thiết bị để làm mô hình nuôi thỏ công nghệ cao mở ra hướng đi bền vững và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, do trang trại của anh được xây dựng ở vùng đất ngoại đê nên vào mùa mưa lũ hàng năm đều phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt. Vì vậy, anh đang có dự định sẽ chuyển trang trại đến khu vực an toàn hơn đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi. Trong cái thời gian tới thì gia đình cũng mong muốn là chính quyền xã và các cấp quan tâm giúp đỡ cho trang trại để có một quỹ đất để làm trang trại mới rộng thêm. Chúng tôi sẽ dồn tiền đối thửa, tiếp tục dồn để quy hoạch các cái vùng đất cho phát triển kinh tế trang trại và đặc biệt là cái mô hình thổ này báo cáo chính là chúng tôi đang phấn đấu là là cuối trong năm nay là, 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 là có một số cái diện tích đất có rồi chúng tôi sẽ cho tập trung tức là cho gia đình này vào trong đây để, để để mở rộng cái mô hình và tránh cái lụt bão vào đồng. Do liên kết ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với công ty Nippon Zoki Nhật Bản nên trang trại của anh Thành có đầu ra rất ổn định. Ngoài ra anh còn liên kết đầu tư con giống, hướng dẫn kỹ thuật và làm đối tác tiêu thụ thỏ ổn định cho ba trang trại nuôi thỏ vệ tinh ở các xã lân cận. Thưa bà con, quý vị và các bạn, trong mục nhà nông cần biết hôm nay sẽ phổ biến cho bà con cách phòng chống dịch lở mồm long móng cho gia súc một cách hiệu quả. Phòng dịch, vaccine là một trong những công cụ quan trọng để phòng bệnh lở mồm long móng. Tiêm phòng vaccine lở mồm long móng lần 1 cho gia súc từ 2 tuần tuổi trở lên, sau 28 ngày tiêm nhắc lại lần 2. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, giữ gìn chuồng trại luôn khô giáo sạch sẽ, định kỳ phun sát trùng, mua giống ở những vùng an toàn dịch, con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly 21 ngày. Chống dịch, khi thấy gia súc có hiện tượng ốm sốt, bỏ ăn, chảy nước rãi, có bọt, có mụn nước ở vùng miệng, báo ngay cho thú y để được hướng dẫn biện pháp xử lý thích hợp không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường, cách ly riêng những con có dấu hiệu bị bệnh, tiêu hủy những con chết, những con ốm nặng không có khả năng chữa trị tiêm phòng vaccine bao vây ổ dịch tiêm từ ngoài vào trong người tiêm phòng phải thực hiện tốt an toàn sinh học không làm lây lan dịch bản tin vàng trong nước của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chương trình ngày mai bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh youtube của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa